Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị đến với những nội dung chính sau đây. Bà Harris trao quyền kiểm soát lãnh thổ là đồ hàng. Ông Trump đề nghị Ukraine nhường đất cho Nga để giảm căng thẳng. Ukraine phát hiện thiết bị đặc biệt trên UAV cảm tử của Nga. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Kính chào quý vị đến với những tin tức thời sự vừa được cập nhật mới nhất của chúng tôi. Sau đây là phần tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 26 tháng 9 theo giờ địa phương, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Tại cuộc gặp này, bà Harris tái khẳng định sự ủng hộ của bà đối với người dân Ukraine không thay đổi bà kamala harris nhấn mạnh mỹ không thể và không nên cô lập mình khỏi phần còn lại của thế giới vì cô lập không phải là sự bảo vệ mỹ không thể và không nên cô lập mình khỏi phần còn lại của thế giới việc washington ủng hộ kiev không phải vì lòng từ thiện mà vì đó là lợi ích chiến lược của mỹ Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ an ninh cho Ukraine nếu Ukraine giành thắng lợi trên chiến trường. Nói về công thức đổi lãnh thổ lấy hòa bình, bà Harris cho rằng đây không phải là các đề xuất vì hòa bình. Trao quyền kiểm soát lãnh thổ là công thức cho sự đầu hàng thành thật mà nói tôi muốn chia sẻ với ngài tổng thống zelensky rằng có một số người ở đất nước tôi muốn buộc ukraine từ bỏ phần lãnh thổ có chủ quyền của mình yêu cầu ukraine chấp nhận trung lập và từ bỏ các mối quan hệ an ninh với các quốc gia khác đây không phải là những đề xuất cho hòa bình việc ukraine trao quyền kiểm soát lãnh thổ là công thức cho sự đầu hàng điều này rất nguy hiểm và không thể chấp nhận được cũng tại cuộc gặp này, Tổng thống Zelensky đã cảm ơn sự ủng hộ của Mỹ dành cho Ukraine. Chúng ta phải chấm dứt cuộc xung đột với Nga, chúng ta cần một nền hòa bình, và chúng ta phải bảo vệ các gia đình Ukraine, người dân Ukraine. Tôi biết ơn nước Mỹ vì đã ủng hộ Ukraine suốt thời gian qua. Cũng trong ngày 26 tháng 9 theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng. Tại cuộc gặp này, hai bên đã thảo luận về viện trợ của Mỹ cho Ukraine. Tổng thống Joe Biden thông báo quyết định tăng viện trợ an ninh cho Ukraine, trong khi Tổng thống Zelensky trình bày kế hoạch hướng tới chấm dứt xung đột hiện nay giữa Ukraine và Nga. Ngay bây giờ chúng ta phải củng cố vị thế của Ukraine trên chiến trường. Hôm nay tôi tự hào công bố một gói hỗ trợ an ninh mới trị giá 2,4 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Việc thứ hai mà tôi muốn nói là chúng tôi hướng tới tương lai giúp Ukraine thành công trong dài hạn. Chúng tôi đã nói tại hội nghị thượng đỉnh Washington rằng phải hỗ trợ Ukraine trở thành thành viên của Liên minh châu Âu EU và tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, đồng thời tiếp tục thực hiện các cải cách để chống tham nhũng và củng cố nền dân chủ tại Ukraine. Tôi xin khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine. Theo Reuters, gói viện trợ an ninh bổ sung trị giá 2,4 tỷ đô la Mỹ, bao gồm hệ thống phòng không, thiết bị bay không người lái, tên lửa không đối đất và viện trợ giúp củng cố cơ sở quốc phòng của Ukraine. Đây là gói viện trợ thứ 21 trong khuôn khổ sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine. tổng thống ukraine zelensky đã cảm ơn sự ủng hộ của mỹ đồng thời tuyên bố ukraine sẽ giành chiến thắng trong cuộc xung đột với nga tôi vô cùng trân trọng việc mỹ sát cánh cùng ukraine ngay từ thời điểm đầu xảy ra cuộc xung đột chúng ta phải chiến thắng chúng ta sẽ chiến thắng cũng tại cuộc gặp này, Tổng thống Biden và Tổng thống Zelensky còn thảo luận các khía cạnh ngoại giao, kinh tế và quân sự trong kế hoạch của Tổng thống Zelensky. Mới đây, báo Politico của Mỹ tường thuật, nhiều người Iran vừa bị Bộ Thẩm đoàn Mỹ truy tố về tội tấn công mạng nhằm vào chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2024 của ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump các cáo buộc liên bang bắt nguồn từ một chiến dịch của người Iran. Những người này bị cáo buộc đã đánh cắp thông tin liên lạc nội bộ từ chiến dịch tranh cử của ông Trump vào mùa hè năm nay. Tên của các bị cáo và các cáo buộc hình sự cụ thể chưa được công bố ngay lập tức. Một bồi thẩm đoàn đã bí mật chấp thuận bản cáo trạng. Bộ Tư pháp Mỹ và chiến dịch tranh cử của ông Trump chưa phản hồi khi được đề nghị bình luận. Hồi tháng 8, Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ ODNI, Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI cùng Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở Hạ tầng Mỹ CISA ra tuyên bố chung xác định Iran đứng sau vụ tấn công mạng nhằm vào chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuyên bố chung có đoạn, chúng tôi đã quan sát thấy các hoạt động ngày càng táo tợn của Iran trong đợt bầu cử này, cụ thể là các hoạt động gây ảnh hưởng nhằm vào người dân Mỹ và các chiến dịch tranh cử Tổng thống. Trong đó có các hành động gần đây nhằm gây tổn hại chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Trump. Các cơ quan an ninh Mỹ cáo buộc Iran thông qua nhiều phương thức tìm cách tiếp cận những cá nhân có quyền truy cập trực tiếp chiến dịch tranh cử tổng thống của cả hai đảng Cộng hòa và dân chủ. Các cơ quan an ninh Mỹ khẳng định, hành vi như vậy bao gồm đánh cắp và tiết lộ thông tin nhằm mục đích tác động quá trình bầu cử Mỹ. Trước động thái trên, tờ thời báo Tehran cho biết, phái đoàn thường trực của Iran tại Liên hợp quốc đã chính thức bác bỏ cáo buộc rằng nước này đã tham gia vào các cuộc tấn công mạng nhằm vào chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống Mỹ và ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump. Tuyên bố này đã được đưa ra sau khi tờ Politico của Mỹ cho rằng các tài liệu liên quan đến chiến dịch tranh cử của ông Trump đã bị đánh cắp và gửi cho tờ báo này từ một tài khoản không xác định. Theo Bộ Ngoại giao Iran, Phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc đã ra tuyên bố khẳng định rằng thông tin của tờ Politico là không đáng tin cậy và không phản ánh đúng thực tế. Iran phủ nhận có bất kỳ ý định hoặc động lực nào để can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Tuyên bố của Phái đoàn Iran nêu rõ, chúng tôi không coi tin tức này là đáng tin cậy vì chính phủ Iran không có cả ý định và động lực để can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ. Cuối tuần trước, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến Mỹ và bất ngờ dừng chân tại quê hương của tổng thống Joe Biden, thành phố Scranton, bang Pennsylvania. Tại đây, nhà lãnh đạo Ukraine đi thăm một nhà máy sản xuất đạn dược mà ông cho biết đang tăng cường sản xuất đạn pháo cỡ 155mm để hỗ trợ cuộc chiến của Ukraine chống lại Nga. Người phát ngôn Nhà Trắng Karin Jean-Pierre ngày 26 tháng 9 cho biết không có gì bất thường về chuyến thăm của ông Zelensky tới nhà máy vũ khí và kêu gọi Đảng Cộng Hòa từ bỏ yêu cầu điều tra về tính chất chính trị của chuyến thăm. Theo bà, chuyến thăm là do chính quyền của ông Zelensky đề xuất. Phía Ukraine đề nghị thăm nhà máy mà các công nhân Mỹ làm việc, nơi họ sản xuất ra vũ khí quân đội Ukraine dùng mỗi ngày trên tiền tuyến. Yêu cầu từ phía Ukraine không phải từ chúng tôi, Đảng Dân Chủ, bà nói. Liên quan tới tranh cãi về việc ông Zelensky di chuyển bằng máy bay quân sự Mỹ tới thăm nhà máy, bà Jean Pierre chỉ ra rằng việc sắp xếp phương tiện đi lại như vậy là bình thường với lãnh đạo nước ngoài di chuyển bên trong lãnh thổ Mỹ. Chuyến thăm này bị các thành viên hàng đầu của Đảng Cộng Hòa coi là một sự kiện vận động tranh cử cho Đảng Dân Chủ. Trong một bức thư công khai, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cho biết chuyến thăm này được thiết kế để đem lại lợi ích cho Đảng Dân Chủ và rằng nó tương đương với việc can thiệp bầu cử. Ông cũng yêu cầu Ukraine sa thải đại sứ nước này tại Washington, người đã giúp sắp xếp chuyến thăm của ông Zelensky Ủy ban giám sát Hạ viện do Đảng Cộng hòa lãnh đạo cũng tuyên bố sẽ điều tra xem chuyến thăm của ông Zelensky tới Scranton có phải là nỗ lực lợi dụng một nhà lãnh đạo nước ngoài để mang lại lợi ích cho chiến dịch tranh cử tổng thống của bà Harris hay không. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, một thành viên Đảng Cộng hòa ủng hộ Ukraine, đã chỉ trích chuyến thăm của ông Zelensky tới nhà máy vũ khí. Ông Graham nói với các phóng viên tại nhà Quốc hội rằng những gì xảy ra ở Pennsylvania là một sai lầm. Trước đó đội ngũ chiến dịch tranh cử của ông Trump đã chỉ trích ông Zelensky về một cuộc phỏng vấn với The New Yorker khi nhà lãnh đạo Ukraine gọi ứng cử viên phó tổng thống Mỹ James David Vance là quá cực đoan. Tổng thống Zelensky cho hay thông điệp của ông ấy có vẻ là Ukraine phải hy sinh. Điều này đưa chúng ta trở lại câu hỏi về cái giá của cuộc xung đột và ai sẽ là người gánh chịu nó. Ý tưởng rằng thế giới nên chấm dứt cuộc xung đột này bằng việc Ukraine phải trả giá là không thể chấp nhận được. Với chúng tôi, đây là những tín hiệu nguy hiểm đến từ một người có thể trở thành phó tổng thống. Trên thực tế, ngay trong chính quyền tổng thống Joe Biden cũng có một sự thừa nhận kín đáo rằng bất kỳ đảm bảo nào mà ông Zelensky có thể nhận được từ ông Biden và bà Harris trong tuần này về cam kết hỗ trợ của Mỹ cho Ukraine đều có thể trở nên vô nghĩa dưới thời của một tổng thống Mỹ khác. Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump vừa qua cho rằng Ukraine nên nhượng bộ một chút để xoa dịu Moscow và tránh một cuộc xung đột đẫm máu với quốc gia láng giềng điều mà ông cho là không cần thiết phải xảy ra. Phát biểu tại một sự kiện vận động tranh cử ở bang North Carolina, ông Trump đe dọa sẽ cắt viện trợ của Mỹ cho Kiev và tuyên bố sẽ không gửi quân đội Mỹ đến Ukraine. Trước đó, phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử ở North Carolina, ông Trump cho biết Tổng thống Ukraine đang ở đất nước chúng ta và ông ấy đang đưa ra những lời lẽ khó chịu đối với vị Tổng thống mà các bạn yêu mến, chính là tôi. Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa nói thêm, những thành phố Ukraine đang biến mất chúng ta tiếp tục trao hàng tỷ đô la Mỹ cho một người từ chối thỏa thuận. Ông Zelensky, không có thỏa thuận nào mà ông ấy có thể thực hiện. Các bạn có một đất nước đang bị phá hủy, không thể xây dựng lại được. Đây có thể có là những lời chỉ trích rõ ràng nhất của ông Trump về cách xử lý xung đột của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Theo hãng tin AP, ông Trump đã thể hiện quan điểm rõ ràng về chính sách đối ngoại của mình khi ông ca ngợi thành tích quân sự của Nga trong lịch sử. Trong một bài phát biểu tại Savannah, Georgia, ông Trump đã phản đối việc Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố rằng Mỹ sẽ ủng hộ Ukraine cho đến khi Kiev giành chiến thắng. Ông dẫn chứng hai cuộc xung đột lịch sử để làm rõ quan điểm của mình, vai trò của Liên Xô trong việc đánh bại Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai và cuộc tấn công không thành công của Napoleon. Ông Trump nhấn mạnh rằng việc Mỹ rút lui khỏi cuộc xung đột là điều cần thiết, mặc dù ông không nêu rõ cách thức sẽ thực hiện điều này. Cựu Tổng thống Mỹ cũng khẳng định rằng chỉ có ông mới có thể chấm dứt được cuộc xung đột ở Ukraine nói rằng nước Mỹ đang mắc kẹt trong cuộc xung đột này. Ông tuyên bố rằng nếu được bầu lại, ông sẽ có khả năng đàm phán để đưa Mỹ ra khỏi cuộc xung đột ở Ukraine và giải quyết hỗn loạn ở Trung Đông, đồng thời cảnh báo rằng thế giới đang rất gần với thế chiến thứ ba. Mới đây, một máy bay không người lái của Nga đã được nhìn thấy bay ở tầm thấp một cách nguy hiểm gần nhà máy điện hạt nhân Rivne thuộc tỉnh Rivne của Ukraine. Đại diện của Energoatom Công ty hạt nhân Ukraina cáo buộc một lần nữa quân đội Nga gây ra mối đe dọa đối với an toàn của các nhà máy điện hạt nhân Ukraina. Đại diện công ty nhấn mạnh không ai được phép đi ngược lại các nguyên tắc cơ bản về an toàn bức xạ và hạt nhân. Trước đó, một máy bay không người lái tấn công đã được phát hiện gần nhà máy điện hạt nhân Kemenitsky theo hình ảnh từ camera an ninh. Các chuyên gia về điện đã ghi nhận hơn 70 máy bay không người lái và hơn 30 tên lửa hành trình của Nga bay gần các lò phản ứng hạt nhân ở Ukraina trong vòng 2 tuần qua. Quân đội Nga chưa bình luận về các thông tin này. Ở một diễn biến liên quan tới cuộc xung đột, theo Kiev Independent, Thủ tướng Ukraine, ông Denis Mihan cũng nói rằng Nga đã phát động một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV và tên lửa trong đêm, nhắm vào ba cơ sở năng lượng của Ukraine. Ông Smihan nói thêm, tuy nhiên quân Nga đã không đạt được mục tiêu, hệ thống năng lượng của Ukraine đang hoạt động ổn định, không có kế hoạch cắt điện nào được đưa ra. Ông Smihan cho biết một trong những cơ sở bị nhắm mục tiêu là ở tỉnh Mykolaiv, miền nam Ukraine, nhưng không nêu rõ vị trí của hai cơ sở còn lại. Trước đó, Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky cho biết rằng trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 9 năm nay, Nga đã tiến hành 9 cuộc tấn công phối hợp nhằm vào cơ sở hạ tầng điện của Ukraine tại 20 tỉnh. Theo báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA, Ukraine có thể thiếu tới 6 gigawatt điện để cung cấp vào mùa đông năm nay do các cơ sở điện liên tục bị tấn công, tương đương không thể đáp ứng khoảng 1 phần 3 nhu cầu điện. Vào cuối tháng 8, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Galushchenko đã cảnh báo rằng sắp tới sẽ là mùa đông khó khăn nhất trong lịch sử hiện đại của quốc gia Đông Âu. Ông dự đoán rằng sản lượng điện của đất nước sẽ giảm đáng kể khi mùa đông đến gần. Nhà điều hành lưới điện của Ukraine, Ukrainego, đã cảnh báo trước đó rằng quy mô thiệt hại đối với mạng lưới năng lượng của nước này là cực kỳ lớn. Các nhà máy điện đang hoạt động đã vận hành ở công suất tối đa, ông Galushchenko cho biết. Ông cho hay, trong khi Kiev có kế hoạch khôi phục và xây dựng thêm các cơ sở sản xuất năng lượng, người dân Ukraine phải chuẩn bị cho một mùa đông đầy thách thức và tìm kiếm các nguồn sưởi ấm thay thế, bao gồm máy phát điện tự động và củi. Dự kiến tình trạng mất điện kéo dài sẽ diễn ra trên quy mô lớn tại nhiều khu vực trên khắp cả nước khi nhu cầu tăng cao vào mùa đông. Lực lượng vũ trang Ukraine đã phá hủy một chiếc UAV cảm tử shahed 136 của Nga, được trang bị hệ thống liên lạc vệ tinh Starlink do công ty SpaceX sản xuất trong cuộc tấn công mới đây. Được biết, có 28 trong số 32 máy bay không người lái bị bắn hạ. Starlink là dự án mạng vệ tinh xoay quanh các tròm sao của công ty SpaceX của Mỹ. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, SpaceX đã cung cấp hàng chục nghìn thiết bị kết nối Internet vệ tinh Starlink cho Ukraine. Ngay cả khi mạng di động và Internet bị phá hủy do chiến sự, các thiết bị Starlink vẫn cho phép Ukraine duy trì kết nối. Ukraine đã phụ thuộc rất nhiều vào khả năng truy cập Internet của Starlink để liên lạc trên chiến trường và kiểm soát độ máy bay không người lái trong hơn 2 năm qua. Starlink cho phép quân đội Ukraine sở hữu một hệ thống thông tin đáng tin cậy và mạnh mẽ. Quân nhân Ukraine sử dụng các hệ thống này để phối hợp các nhiệm vụ phản công hoặc yêu cầu hỗ trợ pháo binh, cũng như điều khiển các thiết bị không người lái tấn công Nga. Nga từng dọa bắn rơi vệ tinh Stalin với lý do chúng được sử dụng để phục vụ cho quân đội Ukraine chống lại Moscow. Hồi đầu năm, quân đội Ukraine cáo buộc phía Nga sử dụng thiết bị đầu cuối Stalin trong chiến đấu. Sau đó, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine, DIU .E cho biết, quy mô sử dụng Stalin của Nga ở Ukraine ngày càng tăng và đang trở nên có hệ thống. Nga sẽ cần Stalin để truyền thông tin tình báo, chẳng hạn như được thu thập bằng các phương tiện kỹ thuật vô tuyến về những vị trí phòng không Ukraine. Bên cạnh đó, trong trường hợp trang bị camera kỹ thuật số cho chiếc Sahet 136, nhờ có Stalin, Nga có thể sử dụng UAV này như một loại đạn tuần kích tầm cực xa với khả năng trinh sát và thậm chí đủ khả năng bắn trúng các mục tiêu đang di chuyển. Việc lựa chọn nền tảng Sahet 136 cho những mục đích như vậy rõ ràng liên quan đến khả năng của nó xét về tầm bay khoảng 2.000 km và không gian chống đáng kể ở giữa thân máy bay. Đây là sáng tạo rất đáng chú ý được người nga thực hiện. Vấn đề nữa cần nhắc nhở đó là mặc dù Starlink không hoạt động và thiết bị không được bán trên lãnh thổ nga, nhưng moscow vẫn mua nó thông qua nước thứ ba. Cho dù hoa kỳ đang cố gắng giải quyết vấn đề này, nhưng vẫn chưa có giải pháp chia đề. Nhưng rõ ràng washington cần phải tăng tốc một chút trong vấn đề này, bởi vì hết 136 với starlink có khả năng tấn công tầm xa không giới hạn ít nhất là thực hiện được đòn đánh từ cự ly 2000 km mà không cần một phương tiện khác đóng vai trò chỉ điểm mục tiêu như hiện tại. Hà Lan sắp chuyển ra 3 bệ phóng cùng một hệ thống radar của tổ hợp phòng không Patriot do Mỹ sản xuất cho quân đội Ukraine. Sáng kiến này là một phần của dự án mang tên Patriot Passers do cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Kaisa Olongrin khởi xướng. Theo kế hoạch này, Hà Lan cùng với các quốc gia đối tác khác sẽ cung cấp các thành phần khác nhau của hệ thống Patriot. Từ đó, Ukraine có thể có một hệ thống phòng không hoàn chỉnh để hoạt động. Bên cạnh đó, Đan Mạch cũng nhấn mạnh rằng họ cùng một số quốc gia sẵn sàng giúp Ukraine tăng cường năng lực phòng không. Vào cuối mùa hè, cựu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba đã bày tỏ sự thất vọng của mình với sự chậm trễ trong việc cung cấp các hệ thống Patriot, kêu gọi các đối tác quốc tế của Ukraine để nhanh tiến độ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng quân đội ước tính cần 25 hệ thống phòng thủ Patriot để có thể bao phủ hiệu quả toàn bộ lãnh thổ Ukraine. Hồi tháng 7, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng tuyên bố khi khai mạc hội nghị thượng đỉnh NATO tại Washington, đồng thời thông báo Mỹ và các đồng minh NATO khác sẽ cung cấp thêm 5 tổ hợp phòng không chiến lược cho Ukraine. Ukraine vẫn sẽ là quốc gia tự do và độc lập sau khi xung đột kết thúc. Nga sẽ không chiến thắng. Một tổ hợp Patriot trong số này sẽ được Mỹ chuyển giao cho Ukraine. Trước đó, Đức và Rumani đã thông báo mỗi nước sẽ viện trợ một hệ thống Patriot cho Ukraine, trong khi Hà Lan nói sẽ dùng linh kiện quyên góp từ các đồng minh để lắp ráp một tổ hợp và chuyển giao cho Kiev. Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng tiết lộ NATO có kế hoạch chuyển giao thêm hàng chục lá chắn tên lửa tầm ngắn nữa cho Kiev trong những tháng tới. Phương Tây đã chuyển giao cho Ukraine một số tổ hợp Patriot từ đầu chiến sự. Kiev nhiều tháng qua kêu gọi Washington và đồng minh cung cấp thêm 7 hệ thống Patriot để ứng phó các cuộc tập kích tầm xa của Moscow và chứa là loại vũ khí đắt nhất mà Mỹ và đồng minh viện trợ cho Ukraine. Mỗi tổ hợp có giá gần 1,1 tỷ đô la Mỹ, thường gồm một xe radar, một đài chỉ huy cùng 4 đến 8 bệ phóng. Đây từng được kỳ vọng là vũ khí có thể thay đổi đáng kể cục diện trên bầu trời Ukraine nhờ năng lực chiến đấu vượt trội so với các vũ khí phòng không mà phương Tây viện trợ trước đó. Tuy nhiên thời gian qua, các trận địa Patriot của Ukraine liên tiếp bị Nga nhắm mục tiêu. Bên cạnh đó, việc nguồn đạn dược đắt đỏ cho các tổ hợp này đang cạn kiệt dần khiến Ukraine gặp rất nhiều khó khăn trong việc đánh chặn các đợt tập kích tên lửa quy mô lớn của Nga. Theo Sputnik News, Tổng thư ký Khối hiệp ước quân sự Bắc Đại Tây Dương, NATO, Jens Stoltenberg cho rằng việc Ukraine thua trong cuộc xung đột với Nga là rủi ro lớn nhất đối với liên minh này. Ngày 26 tháng 9, trong một cuộc phỏng vấn với Hội đồng quan hệ đối ngoại, ông Stoltenberg nói, trong xung đột, không có lựa chọn nào không chứa đựng rủi ro. Vì vậy, tôi không nói rằng những gì chúng ta làm là không chứa đựng rủi ro nào cả. Nhưng tôi muốn nói rằng rủi ro lớn nhất xảy ra nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin chiến thắng. Ông Stoltenberg nói thêm, Nga có khả năng ép buộc các đồng minh NATO một lần nữa nếu thành công ở Ukraine. Ông cũng bày tỏ sự tiếc nuối vì NATO dưới sự lãnh đạo của ông đã không làm được nhiều việc hơn nữa để giúp Ukraine. Tổng thư ký NATO cho biết thêm rằng Ukraine cần có sự đảm bảo an ninh đáng tin cậy để giải quyết xung đột với Nga trong dài hạn và tư cách thành viên NATO là sự đảm bảo đáng tin cậy nhất có thể. Trước đó, chỉ huy lực lượng biệt kích Akhmat cho biết, quân đội Nga đã thiết lập hệ thống phòng thủ nhiều lớp, thách thức nỗ lực tiến công của lực lượng Ukraine ở tỉnh biên giới Kursk. Thiếu tướng Ati Alaudinov, chỉ huy lực lượng biệt kích Akhmat, phó cục trưởng cục chính trị và quân sự của lực lượng vũ trang Liên bang Nga tuyên bố: "Chúng tôi đã thiết lập một số tuyến phòng thủ, dựa trên điều này, dựa trên điều này, tôi nghĩ rằng đối phương đã nhận ra rằng họ không thể tiến xa hơn qua các công sự này." Họ thậm chí không thể tiến qua tiến phòng thủ đầu tiên của chúng tôi, nơi chúng tôi đang hiện diện. Ông Alaudinov nhấn mạnh rằng, ngay cả những đơn vị mà lực lượng vũ trang Ukraine đang cố gắng triển khai đến khu vực này cũng phải hứng chịu tổn thất nặng nề. Theo các nhà quan sát, Ukraine đang theo đuổi chiến lược tấn công và các kho vũ khí lớn bên trong lãnh thổ Nga nhằm chi phối cuộc phản công của Moscow ở Kursk cũng như chiến dịch tấn công của miền đông Ukraine. Ở một diễn biến khác, gần đây Bộ Quốc phòng Ukraine đã đề nghị Naui tham gia dự án Lữ đoàn phương Bắc trong cuộc gặp gỡ với giới chức nước này. Cũng trong buổi tọa đàm, Kiev đã kêu gọi người đứng đầu các doanh nghiệp sản xuất vũ khí của Đan Mạch, Iceland, Na Uy, Phần Lan và Thụy Điển hợp tác và đầu tư vào ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Oleksandr Balanusa nói với những người tham gia sự kiện, các công ty quốc phòng và những nước Bắc Âu tham gia dự án lữ đoàn phương Bắc sẽ có cơ hội chứng minh tính hiệu quả đối với vũ khí do họ sản xuất trên chiến trường thực sự hãy hợp lực để giành chiến thắng chung. Bên lề hội thảo, phái đoàn Ukraine đã có buổi làm việc với đại diện đến từ nhiều công ty công nghiệp quốc phòng, bao gồm Namo, Joint Defense, FLIR UAS, Kongsberg, Equipnor, Nolens và Rentmetro. Ngoài ra, các quan chức quân sự Ukraine đã thông báo với đại diện Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Na Uy về sự cần thiết tăng cường viện trợ từ những nước đối tác. Bom lượn tầm xa AGM-154 GSOV kép là bom lượn được tạo ra từ một liên doanh giữa hải quân và không quân Mỹ. Vừa qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã xác nhận việc giao loại bom này cho Ukraine như một phần của gói hỗ trợ an ninh trị giá 375 triệu đô la Mỹ. Với khả năng tương thích với máy bay chiến đấu F-16 đã được hỗ trợ trước đó, AGM-154 có tầm bắn lên tới 130 km, giúp tăng cường năng lực tấn công tầm xa cho Ukraine. Gói viện trợ mới nhất của Mỹ bao gồm một loạt các thiết bị quân sự, bao gồm đạn không đối đất, đạn phá phản lực cơ động cao HIMARS, đạn pháo, vũ khí chống tăng, xe bọc thép cùng nhiều hệ thống hỗ trợ khác như vũ khí hạng nhẹ, tàu tuần tra và nhiều thiết bị hiện đại khác. Đây là đợt viện trợ thứ 66 từ kho dự trữ của Bộ Quốc phòng Mỹ kể từ tháng 8 năm 2021, nhấn mạnh cam kết lâu dài của Mỹ và các đồng minh đối với Ukraine. Một phần quan trọng của gói hỗ trợ này là việc cung cấp AGM-154 một loại bom lượn dẫn đường chính xác tầm xa được thiết kế để tăng hiệu quả tác chiến của lực lượng không quân. AGM-154 có khả năng tấn công các mục tiêu trên mặt đất từ khoảng cách mà máy bay phóng nằm ngoài phạm vi hiệu quả của hệ thống phòng không đối phương. Khả năng tấn công tầm xa này cho phép máy bay triển khai vũ khí trong khi giảm thiểu tiếp xúc với hỏa lực của đối phương, do đó tăng cường khả năng sống sót của máy bay. Loại vũ khí này đã được sử dụng trong nhiều cuộc xung đột khác nhau kể từ khi ra mắt vào năm 1998 và được đánh giá cao về độ chính xác cũng như tính linh hoạt trong tấn công nhiều mục tiêu, bao gồm cả xe bọc thép và bệ phóng tên lửa. AGM-154 có chiều dài 4,1 m, đường kính thân 330 mm, sải cánh 2,69 m, trọng lượng 483 kg đến 681 kg tùy theo loại đầu đạn mang theo. Nó có thể mang theo nhiều kiểu đầu đạn khác nhau, gồm đầu đạn chứa 145 quả bom con BLU-97B hoặc chứa một quả bom BLU-111B. AGM154 cũng có thể trang bị một đầu đạn đa tầng, roc, thích hợp để xuyên phá mục tiêu kiên cố như xe tăng, thiết giáp, công sự phòng ngự. Hoặc nó cũng có thể mang loại đầu đạn chứa 6 đạn con, BLU108B, mỗi đạn con lại chứa 4 quả đạn nhỏ lắp cảm biến hồng ngoại tự do mục tiêu. AGM154 được dẫn đường bằng hệ thống quán tính INS kết hợp hệ thống định vị toàn cầu GPS. Nó có khả năng hoạt động trong điều kiện ngày đêm và cả trong thời tiết bất lợi biến thể AGM-154C được trang bị bộ cảm biến hồng ngoại để tìm kiếm mục tiêu trong giai đoạn cuối. Loại bom lượn này có thể mang phóng trên các máy bay tiêm kích FA-18, F-16, F-15, F-35 và máy bay ném bom chiến lược B-1B, B-2, B-52H. Mới đây, Israel cho biết sẽ nhận gói viện trợ trị giá 8,7 tỷ đô la Mỹ từ Mỹ để hỗ trợ nỗ lực quân sự hiện tại và duy trì ưu thế quân sự chất lượng trong khu vực. Gói viện trợ này bao gồm 3,5 tỷ đô la Mỹ cho việc mua sắm thiết yếu trong thời gian chiến tranh. Số tiền này đã được nhận và dành cho các khoản mua sắm quân sự quan trọng và 5,2 tỷ đô la Mỹ được chỉ định cho các hệ thống phòng không, bao gồm hệ thống chống tên lửa Iron Dome, Davis và một hệ thống laser tiên tiến. Hiện tại, Israel đang chiến đấu trên hai mặt trận, đối đầu với nhóm hồi giáo Hamas ở Gaza và Hezbollah được Iran hỗ trợ ở Liban. Theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Israel, Thông báo về gói viện trợ này được đưa ra sau các cuộc đàm phán tại Lầu Năm Góc. Giữa ông Ayan Jamir, giám đốc điều hành của Bộ Quốc phòng Israel và các quan chức quốc phòng Mỹ, bao gồm cả quyền Thứ trưởng Bộ Quốc phòng về chính sách Dori. Thông cáo Bộ Quốc phòng Israel cũng cho biết, bước đầu tư đáng kể này sẽ củng cố mạnh mẽ các hệ thống quan trọng như Iron Dome và Davis Link, đồng thời hỗ trợ việc phát triển tiếp tục một hệ thống phòng thủ laser công suất cao tiên tiến hiện đang ở giai đoạn phát triển cuối cũng theo bộ quốc phòng Israel, thỏa thuận này nhấn mạnh mối quan hệ đối tác chiến lược mạnh mẽ và bền vững giữa Israel và Mỹ, cũng như cam kết vững chắc đối với an ninh của Israel, đặc biệt trong việc giải quyết các mối đe dọa an ninh khu vực từ Iran và các lực lượng dân quân được Iran hỗ trợ. Trước đó, Times of Israel đưa tin, trong bối cảnh giao tranh giữa Israel và Hezbollah ngày càng khốc liệt, nội các của thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thông qua việc ban bố tình trạng đặc biệt trên toàn quốc trong vòng 48 giờ. Tình trạng đặc biệt là một thuật ngữ được sử dụng trong trường hợp khẩn cấp, trao quyền tài phán lớn hơn cho chính quyền nhằm hợp lý hóa các nỗ lực bảo vệ người dân. Phía Israel cho biết, mệnh lệnh này có hiệu lực trong 48 giờ, trừ khi được các bộ trưởng nội các gia hạn. Quyết định trên được đưa ra sau khi Israel bắt đầu triển khai chiến dịch tấn công diện rộng và các mục tiêu Hezbollah ở Liban, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng cho các kịch bản bị đáp trả từ bên kia biên giới. Quân đội Israel mới đây tuyên bố các tiêm kích của họ đã nhắm mục tiêu và hạ sát ông Mohamed Sru, chỉ huy đơn vị thiết bị bay không người lái drone của nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban. Hezbollah sau đó xác nhận ông Mohamed Sru, 51 tuổi, đã thiệt mạng trong cuộc tấn công ở vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut. Theo hãng thông tấn National News Agency của Liban, ba tên lửa đã nhắm vào một căn hộ trong tòa nhà 10 tầng ở ngoại ô Beirut. Đây là cuộc tấn công thứ tư trong một tuần của Israel nhằm vào các chỉ huy Hezbollah tại khu vực đông dân cư gần Beirut, một trong những thành trì của nhóm này. Bộ Y tế Liban cho biết hai người cũng thiệt mạng trong vụ tấn công và 15 người bị thương, trong đó có một phụ nữ trong tình trạng nguy kịch. Ông Sru, sinh năm 1973, nghiên cứu toán học và là cố vấn cấp cao được Hezbollah cử sang Yemen để huấn luyện hậu thi. Đây là vụ tấn công thứ tư trong vòng một tuần qua nhắm vào các chỉ huy của Hezbollah tại khu vực dân cư đông đúc. Ít ngày trước, quân đội Israel cho biết các cuộc không kích vào thủ đô Beirut của Liban đã tiêu diệt ông Ibrahim Qibasi, người mà họ cho là chỉ huy lực lượng tên lửa của phong trào Hezbollah. Đây là một phần của cuộc không kích mở rộng nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah trên khắp miền nam Liban. Lực lượng phòng vệ Israel IDF nêu rõ, không quân nước này đã triển khai hơn 250 máy bay chiến đấu tham gia chiến dịch không kích chưa từng có vào Liban. Chiến dịch với mật danh Mũi tên phương Bắc đã phá hủy một lượng lớn vũ khí và khí tài của Hezbollah làm thay đổi cán cân lực lượng tại khu vực biên giới chung Israel-Liban. Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Yoav Gallant, các cuộc tấn công đã làm suy yếu lực lượng Hezbollah. Hezbollah đã phải chịu một loạt đòn giáng vào bộ chỉ huy và kiểm soát các chiến binh và các phương tiện chiến đấu. Đây đều là những đòn giáng nghiêm trọng. Cuộc tấn công mới của Israel nhằm vào phong trào Hezbollah đã làm dấy lên lo ngại rằng cuộc xung đột kéo dài gần một năm giữa Israel và phong trào Hamas ở giải Gaza có thể lan rộng ra toàn Trung Đông nhất là khi Israel chuyển trọng tâm tấn công sang biên giới phía bắc sau các cuộc phóng tên lửa của phong trào Hezbollah Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres bày tỏ Liban đang bên bờ vực nguy hiểm người dân Liban người dân Israel và người dân thế giới không thể để Liban trở thành một giải Gaza khác lực lượng Hezbollah tuyên bố quả đạn Quadra 1 đã phóng vào thành phố Tel Aviv Video do nhóm vũ trang Hezbollah tại Liban công bố đã cho thấy các góc độ khác nhau của tên lửa Quader 1, kèm hàng loạt thông tin kỹ chiến thuật của quả đạn như đường kính 0,62m, chiều dài 7,6m và tổng khối lượng 2,8 tấn. Quader 1 có tầm bắn tối đa 190km, đủ sức bắn tới các căn cứ quân sự quanh thành phố Tel Aviv, trung tâm kinh tế, công nghệ của Israel ở cách biên giới với Liban khoảng 100km và nhiều khu vực ở miền trung nước này. Hezbollah còn tuyên bố, qua đơ 1 được trang bị đầu đạn hồi quyển cỡ lớn, có khả năng cơ động MARV nặng 500 kg. Loại đầu đạn này có tính năng tương tự phương tiện lướt siêu vượt âm, nhưng khả năng cơ động kém hơn và chủ yếu vẫn bay theo quỹ đạo cố định trong giai đoạn giữa hành trình. Chúng có thể đột ngột tăng độ cao khi lao tới mục tiêu và tạo ra đường bay trồi sụt, giúp tăng tầm bắn, điều chỉnh hướng bay và gây khó khăn cho lá chắn tên lửa đối phương. Benham Ben Taliblu, chuyên gia tại viện nghiên cứu Quỹ bảo vệ nền dân chủ có trụ sở ở Mỹ nhận định, qua đời một là biến thể của tên lửa đạn đạo Fateh 110 do Iran sản xuất. Hezbollah trước đó tuyên bố phóng tên lửa đạn đạo qua đời một nhằm vào trụ sở cơ quan tình báo Mossad ở ngoại ô thành phố Tel Aviv. Theo hãng thông tấn AFP, đây là lần đầu tiên Hezbollah tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào Israel kể từ khi cuộc xung đột kéo dài gần một năm với Tel Aviv nổ ra. Hezbollah cũng đã cáo buộc trụ sở này chịu trách nhiệm ám sát các nhà lãnh đạo và thực hiện cuộc tấn công khiến loạt máy nhắn tin và thiết bị không dây ở Liban phát nổ. Cuộc tấn công đã khiến nhiều người thiệt mạng, bao gồm một chỉ huy cấp cao của Hezbollah. Hezbollah cũng cho biết cuộc không kích bằng tên lửa đạn đạo được thực hiện nhằm ủng hộ người dân Gaza, bảo vệ Liban và người dân nước này. Về phần mình, quân đội Israel cũng đã tuyên bố lần đầu tiên tên lửa do Hezbollah bắn đã bay đến khu vực Tel Aviv và bị hệ thống phòng thủ của Israel đánh chặn. Coi báo động không kích ở Tel Aviv đã vang lên. Ngoài ra, lực lượng không quân Israel đã tấn công bệ phóng của tên lửa ở khu vực Nafakie, miền nam Liban. Vụ phóng tên lửa mới nhất đánh dấu sự gia tăng căng thẳng tiếp theo sau hai ngày Israel tiến hành không kích Liban. Trước đó, Thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah đã nhiều lần tuyên bố bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel vào thủ đô Liban cũng sẽ dẫn đến một cuộc tấn công vào trung tâm kinh tế của nước này